5 người nhập viện gồm 4 người lớn và 1 trẻ em. Tất cả đều có triệu chứng đau bụng, nôn ói, đi ngoài nhiều lần, choáng do mất nước. Trước đó, tối ngày 2 tháng 5, cả nhà dùng cơm tối và có món cá nóc. Sau khi ăn, 5 người trong gia đình đều có triệu chứng ngộ độc thực phẩm và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn và được chuyển vào đất liền để tiếp tục theo dõi. Xong thì đau bụng với nôn ói đi ngồi xong rồi đi bệnh viện Lý Sơn rồi chuyển vào trong này. Lâu nay thì mình vẫn biết nó có độc nhưng mà gia đình là nghĩ lầm kỹ nên vẫn ăn bình thường. Cá nóc có chất độc gọi là tetrodotoxin, là một loại độc tố thần kinh cực độc, gấp hơn 1.000 lần so với chất độc cyanua. Người ăn cá nóc có độc tố có thể xuất hiện cảm giác ngứa ở miệng, môi, lưỡi, tê và nặng hơn là choáng váng, nghẹt thắt lồng ngực và suy hô hấp nhanh, nguy cơ xảy ra trụy tim mạch và tử vong. Sau khi ăn cá nóc thì triệu chứng có thể xuất hiện rất là đa dạng, có thể xuất hiện sớm trong vòng vài phút hay có thể muộn hơn trong vòng 3 đến 4 giờ. Triệu chứng thì nó có thể nhẹ như tê đầu lưỡi, tê tay, tê chân, có thể đến tê bàn tay, bàn chân hơi ban, yếu bàn chân, bàn tay hơi ban. Ngoài ra thì có thể có buồn nôn, nôn ói hoặc là đi cầu lỏng. Có triệu chứng nặng hơn có thể xuất hiện ví dụ như siêu hấp, tím, tụt huyết áp, co giật hoặc có thể tử vong. Ngộ độc cá nóc vẫn chưa có thuốc điều trị. Mặc dù các cơ quan chức năng luôn cảnh báo người dân không nên sử dụng cá nóc, tuy nhiên vẫn còn nhiều ngư dân chủ quan sử dụng món cá này. Hậu quả đã có nhiều trường hợp tử vong do ăn cá nóc.